luôn các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến tất cả các bạn một công việc nữa, làm những cái công việc nghề ở Úc người ta thường làm, đó là làm nghề làm cái carport gara rồi đó các bạn. Rồi mời các bạn cùng theo dõi ha. Mình làm cái qua đan đà nè, giống như là một cái mái trái ở sâu vậy đó, nó dài từ cuối kia lên tới trên này luôn là 14 mét đó các bạn, 14 mét đó. Còn đây là căn lô đây tụi em ơi. Khi mà làm lên là thấy rộng lắm, nó dài 14 mét mà chiều rộng là 4,5 m, 4,6 m, chiều ngang là 4,6 m, dài 14 mét, dài tuốt luôn cái kia nè. Cái này có phạt thi là y bài luôn, có tiệc ở Tùng, ở ngoài này là chơi là thoải mái vô tư luôn đó. Ngày mai là lọt. Nó liền vô cái đà của cái nhà xuống. Dạ. Cái đà nó lớn không? Trong nhà lớn là cũng giống như mấy cái cây bình thường xuống thôi. Không. Giống như cây rui, cây lách gì nhỏ nhỏ, con thấy cũng nhỏ nhỏ vậy thôi mà phải không? Bằng 4 bằng ngón tay. Cái raptor của nó đi nguyên cái sườn nhà. Dạ. Mới ăn vô. Thì còn lại là bên đây là còn 1m2. Cái quy định ở Úc này nè, nhà là cách giữa cái bức tường này nè và cái bức tường kia là 1m2 đúng, để giống như là phòng ngừa cái vấn đề mà hỏa hoạn cháy rồi, để có người ta có thể người ta di chuyển đi vô trong này. Nhưng mà mình thấy một số cái khu nhà mới, dùng nhà mới bây giờ đó là họ xây kít luôn. Thì ở bên đây là họ làm bằng cái chất liệu này nè, sắt này họ uốn thành chữ như chữ U vậy đó. Đây, cái này là để nhúng kẽm, rồi nhúng gheo, đi gheo bên ai đó, nhúng kẽm nó chống xét. Trụ rồi cũng vậy, nếu mà mình muốn làm cho nó đẹp thì mình sơn cũng có,
Còn không thích thì thôi, sơn thì tốn tiền hơn chút. Hầu như là khoan ốc rồi dặn dặn ốc vít hết á. Cái những cái này nè là bắt nối cái đè vô như đây. Đó, góc rồi bắt nối cái đè vô trong này nè. Rồi cái cây trụ như này là cũng bắt bắt lên dặn ốc. Giữa cái cây kia để làm cái đè đó, nó có một cái miếng ở phía trong, bỏ bên trong được cái miếng ở ngoài kẹp lại, rồi cái xiết ốc lại là hai cái nó đều giữ lại được. Rồi bắt đầu cái mình nối, nó nối họ nối cái đè này qua cái đè kia, là cũng giống như chỗ này nè các bạn, cái góc này nè đó cũng là một cái miếng ở trong đó, một miếng ở ngoài kẹp vô, rồi họ bắt cái bát vô trong cái cây này bắt nối qua. Mà nói thực sự á, là ở bên này làm á, nó đơn giản hơn, nó không có khó. Tại vì thứ nhất là đồ đạc có sẵn rồi, thì ốc ốc quýt bồ lôn con cá là không bán đầy đủ sẵn rồi. Những cái bát đây này, cái bát như mình chỉ đây này, thì họ cũng bán sẵn hết. Nói chung là cái trình tự đó họ họ làm ra có mẫu sẵn rồi, mình chỉ có là mình mua về rồi mình lấy cái số đo đó mình cắt ra rồi mình ráp lại, thì nó giống như là lắp ráp chứ không có khó. Chủ yếu là cái tay nghề mà làm lâu năm nó quen rồi, xử lý tình huống nhanh rồi, tiếng Anh cho khá để mà đi thầu những cái công trình làm thôi, hoặc là có cái bằng làm, để có cái bằng để mà hành nghề thôi. Nghề này mình thấy cũng dễ lắm, cho nên các bạn, một số bạn nào mà ở Việt Nam mà mới qua rồi đó, tiếng Anh không giỏi thì đi cũng nên đi theo những cái mấy người làm lâu năm đó, đi học học nghề, vừa học vừa làm kiếm tiền rồi quen nghề rồi đó, thì mình đi ra, mình ra, ra riêng mình làm cái này cũng tốt lắm. Làm cái này là cái que đánh đà, gọi là que đánh đà, rồi cái kha pọt rồi cũng giống vậy thôi, tương tương tự giống vậy. Rồi ngày mai nữa lấy tôn tôn ở đằng kia lợp lên là xong rồi, trả tiền cắm đầu luôn đấy. Tại vì mình để mình muốn cái nhà mình nó rộng hơn, chiếu cách chỗ chơi, cho nên mình cái phần đất ở sau này mình làm ở này, cái mái này để mình chơi cho nó thoải mái, cũng rộng. Thì mình làm cái que đánh đà này nè, giống như là một cái mái trái ở sâu vậy đó, nó dài từ cuối kia lên tới trên này luôn là 14 mét đó các bạn, 14 mét đó. Rồi, có tuổi rồi, hàng 4 rồi, giờ bắt đầu nghĩ tới thư giãn nhiều hơn, làm cái vườn rồi làm một cái góc ngồi uống trà ngồi nói chuyện cho vui, tâm sự nhiều hơn. Giờ làm gì nữa đâu, ở đây đâu có ra trước được, ra trước thì uống cà phê rồi, thì bây giờ mình làm ở trong nhà, làm lần lần ở sau vậy đó. Mình có coi nhiều cái video ở ở Mỹ, mới có nhiều người làm có một cái chùa rồi đó, thiết kế ở sau. Cái cũng giống như cái que đánh đà nhà mình nè, rồi dăng một cái hàng gỗ ở trên, rồi trồng những cái cây dây leo ở trên phủ xuống dây nho vậy đồ đó, ở dưới này lợp gương, rồi ở trong đó để như hồ nước, hồ bơi, cá cảnh, ô đẹp lắm, nhìn thấy thích đó. Chắc mình phải làm như vậy đó khoái làm kiểu đó. Có thể trong tương lai mà con rồi nó lớn, người đông không có đất á, cái phần phần đất sau từ sau này nè ra đây nè cũng là phải gần gần một nửa cái lô đất của mình, thì có thể ở sau này làm một cái nhà nữa cũng được, một cái căn nhà nữa cũng được, mình ra sau mình ở nhà cái nhà kia cho con hoặc là cái nhà đây mình ở, cái nhà sau mới cắt cho con, hoặc có thể là mình cất một cái nhà nữa mình cho thuê hay là mình bán gì đó, nếu mà tùy theo thời điểm. Làm bên này thì mình
có cái chỗ chơi rồi, có chỗ chơi rồi sau này mình trồng bông trồng hoa về đem ra sau này mình làm cũng được, nó cũng dễ chịu, nó theo cái ý của mình cũng tốt hơn đó. Cho nên mình hay chia sẻ các bạn là gì, ở bên đây ở Úc người ta không có đi ra ngoài, không có đi ra ngoài đằng trước trước nhà đâu, chỉ ở phòng sau này họ họ thiết kế ở sau nhà nó có một cái hồ bơi chẳng hạn, ở sau nhà là cái vườn hay là cái gì đó, họ ra ngoài này nè, họ ngồi uống trà uống ngồi ngắm ở sau, hoàn toàn ở sau hết. Cho nên các bạn sẽ không bao giờ thấy cái người ở bên Úc thì họ đi ra ngoài trước, đó là một cái điều khác biệt, khác biệt với Việt Nam mình đó. Tương lai xong rồi sau này chắc mình làm một khu chơi hay là trồng cây trồng đồ này chỗ này chỗ nọ, nó là một cái vườn giống như là một cái garden ở sau này, là một cái vườn sinh thái ở sau đây thiết kế theo cái ý của mình đó mà. Thì cuối cùng là mình cũng nhà mình cũng xong rồi, làm cái garden này ở sau rồi. Bên này là tiệc tùng rộng hết biết luôn, rộng bao la luôn đó, dài thon kia luôn, cái sân ở đây là làm hết luôn đó. Ơi bạn bè tới ngồi sau đây mát thoải mái rồi, chuẩn bị là mình làm cái vườn này nữa, làm một cái cảnh sinh vật cảnh ở sau vườn là một cái góc kia, còn góc này coi như là cái công viên cho mấy nhóc của mình nó chơi sau này. Một nửa này là mình sẽ trồng cây làm lối đi lối đồ nữa theo cái ý của mình trong tương lai, ra sau đây ngồi ngắm cảnh.